Vâng, xin chào các bạn. Với video này, Sport Hoprex sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền về tài khoản Internet Banking. Đầu tiên, chúng ta cũng cần phải đăng nhập vào MyHF bằng ID và mật khẩu Hoprex đã gửi qua email thư với tiêu đề Welcome to Hoprex. Tiếp theo, bạn chọn phần Withdraw. Các bạn lưu ý, khi rút tiền, các bạn nạp bằng cổng nào, các bạn phải rút về bằng cổng đó. Ban đầu bạn nạp bằng cổng chuyển khoản ngân hàng thì bạn phải rút về đúng chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn nạp chuyển khoản ngân hàng trực tuyến thì bạn cần phải rút về đúng cổng chuyển khoản ngân hàng trực tuyến, không được nhầm lẫn với nhau. Nếu như bạn chưa rõ cần rút theo cổng nào, bạn cần phải liên hệ trực tiếp với Support Hoprex 089888838 để được sự hướng dẫn nhanh nhất. Với cổng rút qua chuyển khoản ngân hàng, tối thiểu số tiền rút của bạn sẽ là 15 đô và tối đa là 10.000 đô trên một lệnh. Bạn nên làm lệnh trước 13 giờ thì tiền sẽ về buổi tối. Còn nếu bạn làm lệnh sau 13 giờ thì lệnh sẽ được xử lý vào tối ngày hôm sau và phí xử lý rút tiền là 1% ngân hàng trung gian sẽ thu. Bạn chọn Start Withdraw. Số tiền bạn cần rút, giả sử bạn cần rút số tiền là 1.000 đô. Bạn nhập mật khẩu MyHotForex. Full name là tên tài khoản ngân hàng trùng tên với tài khoản Hoprex. Bank code, đây là bạn có thể rút về bất kỳ ngân hàng nào cũng được, miễn là trùng tên với tài khoản Hoprex. Ban đầu bạn có thể nạp bằng Vietcombank, bạn vẫn có thể rút bằng Techcombank. Cổng rút này mình sẽ chọn rút về Vietcombank. Các bạn lưu ý, bank reference name tức là tên chi nhánh. Các bạn cần phải chú ý, nếu như bạn nhập sai phần chi nhánh thì lệnh rút tiền của bạn sẽ không được xử lý. Cho nên bạn trước khi rút tiền, bạn cần phải gọi điện tới ngân hàng hỏi đầy đủ tên chi nhánh ngân hàng là gì. Với Vietcombank của mình thì chi nhánh Thanh Xuân mình sẽ ghi là Vietcombank. Chi nhánh Thanh Xuân, tất cả bằng tiếng Việt không dấu. Account number là số tài khoản ngân hàng. Lý do rút tiền, để lệnh rút tiền xử lý nhanh nhất, bạn nên chọn NIS card tức là cần tiền và bạn nhập ngày tháng năm sinh của bạn. Sau đó bấm tiếp vào phần withdraw. Như vậy là bạn cần chờ đến buổi tối, tiền sẽ về đến tài khoản ngân hàng của bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công. Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline Support Hoprex 089888838. Hot Forex, with you every step of the way.